Nghiên cứu phát triển tia laser này bắt đầu từ năm 2017 và là một phần của một dự án cơ sở hạ tầng liên châu Âu của ba nước Romania, Hungary và Cộng hòa Séc. Chúng tôi đã có trong tay tia laser 10.000 petawatt, vốn trước đây chỉ tồn tại trên giả thuyết. Đây là lần đầu tiên thế giới sản xuất ra được mức độ năng lượng này. Sử dụng hai tia laser 10 petawatt có thể mang lại sự thay đổi lớn trong các nghiên cứu khoa học, từ những nghiên cứu cơ bản cho tới các thí nghiệm có tầm ảnh hưởng xã hội như chữa trị ung thư và thậm chí là có thể giúp hiểu hơn về nguồn gốc của vũ trụ. Sau khi dự án siêu laser hoàn thiện, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu về vật lý hạt nhân, vật lý thiên văn và vật lý năng lượng cao.